Chuẩn bị làm vàng nha cả nhà ơi. Đây là sắt. Sắt nhà không có sử dụng nữa ha. Sắt này là sắt lợp mái tôn á, bây giờ không sử dụng nữa, mình lấy mình làm vàng. Đây, nhà ông xã ráp dầm, cưa sắt rồi ráp lại ha. Đây các bạn ơi, đây là cái vàng sắt mình làm để chuẩn bị mình trồng dưa ha. Đó thì cái vàng sắt này mình nhờ ông xã mình làm cho mình nè. Vàng cao lắm các bạn ơi, cao tới cái nóc nhà luôn rồi nè. Đó, mình chuẩn bị làm cái vàng này để mình trồng dưa leo với lại dưa lưới cả nhà. Làm từ hồi xế tới giờ nó hết pin luôn rồi cả nhà ơi. Bây giờ đi sạc miếng pin cho nó chứ giờ nó hết pin rồi. Giờ cũng tối rồi cả nhà ơi. Đang chuẩn bị ráp mà nó bị hết pin rồi, giờ phải sạc pin. Đây cái vàng này là cái vàng mình làm bằng tre nè các bạn, là dưa vàng dưa cũ á. Bây giờ mình chuẩn bị để mình làm cái vàng sắt ở đây ha. Đó thì mình sẽ làm cái vàng từ bên đó mình làm dài qua bên đây ha. Đó, mình trồng các loại dưa là dưa lưới, dưa leo, dưa lê, dưa hấu, tất cả mình đều trồng được ở đây ha. Đây là nó có nắng, rất là nhiều nắng luôn các bạn. Đó cho nên là mình muốn làm cái vàng á. Mình muốn làm cái vàng này cũng lâu rồi mà ông xã không có rảnh để làm á. Bây giờ dịch bệnh á, không có làm á. Ông xã rảnh á, cho nên là kêu ông xã làm cái vàng này cho mình. Rồi các bạn thấy đó. Ở dưới đây thì là cái chân ha. Rồi mình sẽ làm thêm một cái dưới đây để mình để chậu các bạn. Đó. Thì sắt này là sắt sắt nhà, sửa nhà rồi để ra các bạn không có sử dụng nữa, cho nên là lấy làm vàng ha. Cái sắt này là cái sắt để mà mình lợp cái mái nhà ra các bạn. Bây giờ không có cần thiết nữa cho nên là mình lấy mình làm vàng để mình trồng dưa. Đó thì cái vàng bầu này của mình nè. Cũng từ sắt cửa mà làm ra cái vàng này các bạn. Cái vàng này tính ra chắc cũng một năm mà. Một năm hơn rồi đó. Bây giờ làm thêm cái vàng này. Đây là cái thứ nhất các bạn, còn thêm một cái nữa là dưới đây mà cái này mình chưa có làm tại vì cái vàng dưa này chưa dọn ha. Đây mọi người ơi, đây là dụng cụ để mình chuẩn bị sơn cái vàng sắt ha. Đây thì sơn ha. Sơn này cái màu nó giống như là cái màu sắt vậy đó cả nhà. Cũng biết là màu gì luôn nữa. Rồi cái này thì cái nước này cái dạng nước gì mà ở kia người ta kêu nước tina vậy đó. Nước này đốt cháy cả nhà. Cái nước này nó giống như là nước rửa vậy đó, mình rửa nước sơn là nó tróc hết nước sơn á. Để mình pha trong đây là cho nó đừng có đặc quá, mình dễ sơn nha. Cái này để chút mình đổ sơn vô đây rồi mình pha cái nước tina vô. Cái này là cái đồ lăn nè. Lăn cho nó nhanh cả nhà ơi. Cái cây cọ gì không có, để một chút khi ông xã tìm một cây cọ để mình sơn mấy cái chỗ mà mắt mình sơn bằng cái này không được á. Mình lăn cái này không được thì mình sơn bằng cỏ. Mà không biết còn cỏ không, mà bây giờ tiệm người ta không có đóng cửa, người ta không có bán, không có mua được. Đây chuẩn bị sơn cái này. Hồi tối là trời mưa quá chừng ở nhà ơi, bây giờ trời nắng lên á. Nhưng mà nắng á, mây nó cũng che hết rồi nên là không có nắng nhiều á, mình tranh thủ mình sơn nha. Đó. Mình sơn cho nó mới lên rồi bắt đầu mình mới găng dây để mình trồng dưa ha. Cái này là mới có một cái nha ơi, còn hai cái nữa mới để đủ cái chỗ này. Rồi bây giờ mình pha nước sơn thôi. À, nó dính. Cái màu này chắc là màu huyết hết cả nhà. Không biết là màu gì nữa. Mình cứ xài rồi còn. Tính là sơn màu trắng nhưng mà bây giờ tiệm nó không có mở cửa đó, cho nên mua màu trắng được.
sơn đỡ cái màu cũ. Có cái nước mà vô nó mới lỏng được.你请那个轮子吗？还不是把纸带来的。现在要叫我买。妹妹好像。啊，mình dùng cái bánh lăn này mình lăn nó nhanh cả nhà ơi, nó nhanh. Còn cái này á. Cái này mình để chút mấy cái cạt cạt mà mình lăn không có được á, chút mình lấy cái này mình quét ha. Đây mình lăn. Ôi mệt. Bữa nay là trời ui ui cả nhà, cho nên là nắng không có rọi ra ngoài cái đám mây được á, mây nó án. Chứ không thôi giờ này là nắng cháy cháy đầu luôn á. Nóng cả nhà ơi. Không có nắng nhưng mà nó hầm nó nóng dữ lắm luôn. Đó giờ mình lăn. Mình lăn xong hai lớp à. Giờ mình quét nha. Quét mấy cái chỗ nào mà mình lăn không được á. Sơn làm sao để cho nó nhiễm nước mắt là nó mới đẹp nữa nha. Sơn mà nó nhiễm nước mắt là nó không có đẹp. Nó đóng cục á. Ơi, nắng đã lên rồi cả nhà ơi, mình sơn xong rồi ha. Đó, mình sơn hai lớp à, sơn sương sương rồi cả nhà ơi, sơn cho nó đừng có sét thôi. À, xong rồi nè, cái màu này giống như là màu huyết nha cả nhà. Giờ mình để đây cho trời nắng cho nó khô ha, khô xong rồi mình găng dây á, mình găng dây mình làm lưới để cho dưa nó leo á cả nhà. Rộng ha. Đó, thế này thì mình để mấy cái chậu lên là nó sẽ nặng xuống nó sẽ vững ha. Mình làm rất là cao luôn đó nha, để cho dưa nó leo thoải mái. Đây các bạn ơi, thì cái vàng mình phơi khô rồi nè. Đó, mình phơi khô rồi, bây giờ mình cột dây luôn ha. Dây dụng cụ mình chuẩn bị nè, kéo với lại dây điện ha. Nó mình cột bằng dây điện nha các bạn, dây điện này cột nó sẽ rất là bền luôn á, nó không có bị mục ha. Còn các bạn có dây gì các bạn cột cũng được, dây lông hay là dây chỉ, dây dù xe đó, mấy cái dây đó cột cũng được ha. Thì mình tìm cái loại dây nào mà cho nó bền đó cả nha, để mình cột cho nó bền ha. Chứ dây lông thì mình trồng một mùa hai mùa nó đứt hết rồi. Còn mình thì dây điện này ở nhà có nhiều lắm, cho nên là mình dùng dây điện này. Dây điện này ông xã mua làm công việc của ổng á, rồi không có xài nữa, cho nên là mình lấy mình cột ha. Đó, bây giờ mình cột, mình sẽ cột từ trên mình cột xuống, rồi mình cột vuông á, mình cột vuông, mình thắt cái hình vuông, mình thắt cái hình vuông qua để cho dưa leo nó bò cả nha.
cột trên xuống 8 sợi bạn. Bây giờ mình cột ở dưới ha. Kéo xuống cột dưới. Ở trên mình cột rồi các bạn, bây giờ mình kéo xuống nè. Bây giờ mình cột cái phần dưới đây ha. Mình cột cho chắc ha. Mình đã cột rồi ha. Cái bề ngang này mình cũng cột 8 sợi nha các bạn. Kéo cái dây này qua. Mình thắt và mình kéo qua bên kia ha. Mình kéo qua bên đây. Đây các bạn ơi, cái vàng mình đã làm xong rồi nè các bạn ơi. Đó thì mình thắt mình cột ở đây, mình kéo qua thì mình quấn một nột ở đây, rồi mình kéo qua mình quấn một nột vô đây. Tiếp qua đây, mình cứ kéo hoài. Khi nào hết dây thì mình kéo thật là mạnh qua bên đây để mình buộc chắc vô trong cái trụ bên đây ha. Thì cái dây của mình nó sẽ vững chắc nè các bạn. Nó căng thẳng, nó chắc ha. Đó, dây nó leo lên là thoải mái luôn rồi. À, cái vàng này thì mình trồng cây leo các bạn, trồng dưa nè, khổ qua nè, mướp nè, tất cả mình đều trồng được ha. Chỉ có cây bầu là không được nha các bạn, tại vì cây bầu nó là loại bò nên vàng á, trái nó to nữa, cho nên là mình cho nó leo cái này hơi cực tí ha. Bầu là tốt nhất, mình làm cái vàng như thế này cho nó leo ha. Còn cái vàng này là để mình trồng dưa leo với lại dưa lưới các bạn, dưa hấu ha, thì mình trồng cái vàng này, hủ hoa nó. Còn bầu với lại bí thì mình làm cái vàng như thế này cho nó bò là tốt nhất ha. Nó thích bò như thế này hơn. Đây mình quay thêm cho các bạn xem. Cái vàng này mình dự định trồng thêm dưa lưới các bạn. Dưa lưới thì nó bò rất là cao luôn, cho nên là mình làm cái này là hơn 2 mét luôn á các bạn ơi. Mình làm cao thế này mình trừ hao để cho dưa lưới nó bò thoải mái á. Còn dạng như dưa leo, củ hoa đồ thì mình không có cho nó bò cao, thì mình có thể mình tháo, mình đem nó xuống cũng được ha. Còn như cái dưa lưới là mình không có tháo, là mình cứ cho nó leo thẳng lên như vậy cho nó thoải mái hơn. Đó thì sau mấy ngày cực khổ, ông xã cưa sắt rồi lắp ráp, mình thì sơn với lại buộc dây các bạn, thì bây giờ cũng đã hoàn thành cái vàng rồi ha. Thì cái vàng của mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị gieo trồng ha. Thì mình sẽ làm cái vàng này, trước tiên là mình trồng dưa leo. Dưa leo mình đã gieo rồi, bây giờ mình chuẩn bị trộn đất rồi để mà trồng thôi ha. Thì cái video của mình tới đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.
À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.